Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mới đây, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa ra thông báo truy tìm đối tượng Trần Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1963, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trinh, quận 1. Bà Hiền là nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đất vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angelina, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ đất vàng Hoàng Gia, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Len, được xác định cùng đồng phạm lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn 816 tỷ đồng. Ngay sau khi bị khởi tố với các bị can tội cùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bà Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần. Cơ quan điều tra đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất trước trong và sau khi gây án, người phụ nữ này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ bị can đối với bà Hiền sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc sẽ xử lý tiếp. Thế nhưng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Trong vụ án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Phạm Thị Tuyết Nhung có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của công ty Angelina và công ty Đất vàng Hoàng gia. Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán chuyển nhượng các thửa đất, một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các lô đất chưa được chấp thuận phương án đầu tư nhưng Nhung vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật. Bị can Nhung đã thuê người lập bảng vẽ, thiết kế, phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau, chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối, dẫn dắt giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty. Từ đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 536,5 tỷ đồng. Đối với Trần Thị Hồng Hạnh, mặc dù biết rõ công ty Hoàng Kim Len đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, tuy nhiên Hạnh đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền lập 7 dự án phân lô, từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền 181,4 tỷ đồng.